Công an xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông 32 tuổi về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Người này loan tin bị cướp xe máy và tiền, nhưng thực tế không hề bị cướp. Nguyên nhân là gì? Và quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9, ông V, 32 tuổi, trình báo với công an xã Phong Mỹ về việc bị bốn đối tượng đánh cướp xe máy và 15 triệu đồng. Công an xã Phong Mỹ xác minh vụ việc, mời anh V đến trụ sở để ghi lời khai. Qua thu thập chứng cứ và trích xuất camera, công an phát hiện lời khai của anh V có nhiều mâu thuẫn. Sau đó anh V khai báo, sau khi đi nhậu về đã bị ngã vào hàng rào khiến bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh V không thấy xe máy và tiền đâu. Sợ gia đình trách mắng việc nhậu nhẹt say xỉn nên đã báo tình giả là bị cướp. Hiện vụ mất xe và tiền đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.